Đã hơn 2 tháng kể từ ngày đầu Hà Nội thí điểm gửi xe không tiền mặt tại một số điểm đỗ xe trong thành phố. Đến nay, về cơ bản, đa số người dân đã quen với việc sử dụng dịch vụ này và cảm thấy hài lòng, thuận tiện. Thứ nhất là nó minh bạch, thứ hai là cái thanh toán nó rất là tiện lợi. Bây giờ thì chính phủ đang áp dụng cái không dùng tiền mặt mà. Đây là mình rất là khuyến khích dùng cái này. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt lợi, việc gửi xe không dùng tiền mặt cũng còn hạn chế với những người lớn tuổi, thậm chí cả những nhân viên trông giữ xe. Đôi lúc thì máy thì hiện tại bây giờ là cũng nắm lúc trục trặc xảy ra, vẫn phải gọi đến những nhân viên của nhà mạng đến để điều chỉnh. Như ngày hôm qua thì chúng tôi cũng sử dụng thì là buổi sáng hôm qua thì một số vé thì khi chúng tôi phát hành vé cho khách hàng xong thì lúc khách hàng ra thì là chúng tôi kiểm tra thì là vé chưa thanh toán. Thì chúng tôi có kiến nghị lại khách hàng thì khách hàng giơ điện thoại ra và đã thanh toán thành công. Thì chúng tôi cũng báo về nhà mạng thì chúng tôi thấy là nắm lúc nó cũng máy móc nó chưa trơn tru. Mình nghĩ chắc phải có biện pháp linh hoạt gì đó để cho các người già chẳng hạn, người bị không sử dụng thông minh chẳng hạn, điện thoại thông minh thì mình sẽ giống như là thu tiền mặt chẳng hạn, và nhờ người nào chuyển khoản hộ thì mình sẽ linh động được. Mình nghĩ là sẽ có linh động được thôi. Đa phần người dân đã phần nào ủng hộ với hình thức thu phí này. Bên cạnh đó, cũng mong muốn đơn vị khai thác điểm đỗ xe và đơn vị VETC sẽ phối hợp để khắc phục những bất cập, nâng cao chất lượng trong lộ trình 6 tháng thí điểm.